Chào các bạn. Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Gái Bản của mình. Tập phim tiếp theo trên Sapa. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho tất cả các bạn cùng biết được là những ẩm thực đặc sắc của miền đất Sapa. Và hôm nay mình đứng trước một cái nhà hàng rất là lớn, nhà hàng dân tộc quán của anh Hải Sapa TV. Hôm nay anh sẽ đưa anh em đi tham quan và trải nghiệm ẩm thực ở đây. Trước hết thì mời các bạn đi tham quan không gian của nhà hàng dân tộc quán của mình. Và sau đó thì chúng ta cùng nhau thưởng thức ăn trưa. Mọi người đi xe đây có mệt không? Cũng bình thường thôi anh ạ. Hôm nay lên đây là không khí nó mát mẻ. Hôm nay thì đưa cho các cô gái Thái đi trải nghiệm và có thể là học hỏi những cái kinh nghiệm, những cái ẩm thực ở bên Sapa này nữa. Đấy. Mình với cái dàn người mẫu này mà chân tay cứ run vừa bập mà. Đây, mời cả nhà đi vào đây. Rồi. Trưa nay thì sẽ tặng cho nhà hàng Sapa TV một tiết mục múa của người Thái Mường Lò. Đó. Đây không gian vào cổng quán, cổng nhà hàng thì một cái thiết kế khá là đặc sắc, mang đậm cái bản sắc của người Hâm Mông đúng không anh? Trên này thì anh sử dụng vật liệu là gỗ, gỗ thông. Vâng. Của bà con thì bà con xưa hay dùng loại này để làm nhà ấy, nhưng mà lợp nhà, nhưng mà bây giờ thì không dùng nữa. Vâng. Nhà mình tận dụng ở đấy và đề co cái nhà hàng mình. Vâng. Đây mời anh em vào đây. Bên ngoài hai bên là cây dương sỉ. Mình rất là thích cái cây cây, cây này nhá. Chào các em. Chào các cô gái bản. Chào anh em. Lát nữa thì mình sẽ tổ chức tiệc để đón tiếp anh em ở đây. Tiệc ở đây luôn. Đấy. Đúng không? Hoặc là nếu mà Vi Tú mà thích ở chỗ nào khác thì vẫn ok. Thôi ở đây cũng được, cùng anh em cũng được để thưởng thức. Thế bên này là có sân thực. Khấu này, cho tất cả các đoàn muốn giao lưu. Vâng. Văn nghệ và... Đây, mình đi lên trên, mình đi từ tầng 5 xuống nha. Nhà thì có hai cầu thang máy, hai cầu thang bộ. Ở tầng dưới này là mấy tầng anh? Mình có 5 tầng. 5 tầng. Anh sẽ đưa chú đi từng tầng một. Vâng. Những cái sắp tới là em Tú cũng có ý định là muốn mở nhà hàng, nên là nếu mà có nhu cầu về giúp đỡ về bất kỳ cái gì thì cứ sang đây. Vâng, ok anh. Nếu cử học viên đi học là phải cử em Trang. Đấy, những đây, học viên này. Những học viên này bắt đầu là sang đây để học hỏi kinh nghiệm các bác đây. Nhưng mà các học viên này mà đi học thì Tú làm nhà hàng, Tú làm nhà hàng bên cạnh nhà hàng của Tú là nhớ phải xây thêm cho anh cái nhà trẻ nhé. Xây nhà trẻ. Đấy, không gian ở trong thang máy rất là hiện đại. Ở nhà hàng thì khâu vệ sinh cực kỳ quan trọng. Vâng. Bước vào tất cả các nhà hàng thường nó hay có mùi, bởi vì vâng. Khi đồ ăn nó ám vào lâu ngày nó có cái mùi rất là khó chịu. Vâng. Và đối với nhà hàng anh thì cái tiêu chuẩn vệ sinh đặt lên hàng đầu. Vâng. Ngày phải 2 ca báo cáo, 1 ca sáng, 1 ca tối. Vâng. Phải báo cáo khâu vệ sinh. Vâng. Đây là lên tận tầng 5 rồi. Đây là tầng thượng. Chỗ này là tổ chức những tiệc ngoài trời. À. Không gian barbecue ở đây. Đây có sân khấu này. Cứ một tầng mà có một sân khấu à? Đúng rồi. Đấy, ngồi đây thì rất là thoáng. View đây các bạn này. Đây là sân vận động đúng không? Đây là sân vận động. Đấy. Chỗ này là bãi để xe rất rộng. Đấy, xe cộ để rộng rãi, thoải mái. Lên tầng thượng. Mát nhờ. Mát ở trên này là được cái là ở trên Sapa là nó rất mát các bạn. Đây bây giờ mình mặc áo cộc tay sởn hết da gà ấy này. Không cần phải điều hòa. Mà các người đẹp có rét không đây? Có ai rét thì đứng gần anh thì rất là đấy, các cô gái Thái. View đẹp thật. Đúng vậy. Đây là tối nay chúng ta tổ chức tiệc ở trên này. Tiệc ngoài trời trên này. Tối thì ngoài trời đó. À thế ạ. Vâng. Nào, xuống tầng 4, xuống từng tầng, đi từng tầng một. Các tầng đều phải có sân khấu. Đúng rồi. Em làm nhà hàng thôi phải có sân khấu, bởi vì là sân khấu người ta hay tổ chức tiệc gala các kiểu. Đấy. Sinh nhật rồi là sinh nhật đám hỏi các kiểu. Vâng. Những cái này là những cái này anh thiết kế hay là anh tự thiết kế thôi. Đẹp nhỉ. Những cái này nó rất là Sapa. Còn một chỗ này là cũng là Sapa. À Sapa. Chứ là có nhiều ý nghĩa. Có cái nó có một cái gì đó nó gái bản đi. Thì chữ G với chữ B. Đây là chúng ta đang xuống em nhìn thấy khâu vệ sinh ở nhà anh kia. Các nhà hàng nhé, là đi chỗ này
Vâng. Dập ra dập dính xong rồi nó bẩn lắm. Nên là mình tiếp tục đây là tầng 2 à tầng 3. Tầng 3. À những cái kiến trúc họa tiết anh chào em. Những cái họa tiết này rất là đẹp. Ừ chào em. Ngoài cái bàn đây ra ở kia có sân khấu này. Ở đây là có cái ngồi sập đúng kiểu Tây Bắc này. Ừ. Sập. Những cái này mình thích những cái thiết kế này nhìn nó rất là lạ mắt. Nó có cái gì đấy nó phù hợp đây, với anh em đây. Phù hợp với Tây Bắc các bạn. Nhất là cái họa tiết này. Không gian này đoàn khoảng 10 20 người. Đấy, ngồi cùng nhau. Đây là ngồi khoanh chân. Khoanh chân cá nhảy tiết canh đây đúng không? Uống rượu bằng bát đây. Và mỗi một tầng thì đều có những cái phòng VIP. Mỗi tầng thì thường là đều sẽ có những cái phòng VIP. Phòng này phòng điều hòa. Ui view. Vãi da. Ương đỉnh thật. Em đi vào đây em thấy kho thấy mùi gì không? Không. Đấy. Công nhận. Nhà sạch. Phòng ăn nó phải thế này. Sạch. Thơm to sạch sẽ. Thơm. Lúc nào mở cửa để không khí. Đúng rồi. Thoáng view đẹp này mà ngồi khoảng 2 mâm nhờ. Ngồi ở đây mà cái view nó rất là thoáng này. Các em thích không? Có à? Cố gắng nhá. Nhà hàng. Đấy. Nói chung là anh mở nhà hàng từ năm 2002. Sau một số năm ngày xưa mình không có kinh nghiệm quản trị nhân sự ở quản trị tài chính. Vâng. Nên là mặc dù rất là đông khách nhưng mà thường là sẽ không có lợi nhuận mấy. Vâng. Bây giờ nó phải quy mô quy chuẩn, mình phải thoái được các dịch vụ với nhau. Vâng. Đây mà anh em xuống tầng dưới đây. Những cái vật liệu này hoàn toàn bằng gỗ hết. Đấy. Đây bên này. Bên này. Giống nhau nhỉ? Trên xuống setup gần như là giống nhau hết này. Ra là cái này. View ở đâu cũng rất là đẹp. Bây giờ là thời gian gần trưa, khách bắt đầu mới đến. Cái nhà hàng ấy là nhà mình tối ưu cái khoản phục vụ cho khách tốt nhất, có nghĩa là mình không gian là chỉ là cơ bản thôi. Không gian mở đúng không? Được đông nhất có thể. Không gian mở, tức là rộng, thoáng. Đây những cái vật dụng mà nó gắn liền với Tây Bắc này. Này là trống của người Dao đỏ đúng không? Đẹp nhỉ. Đấy, những cái vật dụng nó rất là ý nghĩa truyền thống. Trước ra mình đi chợ trâu. Người ta bán trâu mình xin cái mõ người ta cho luôn. Đang em trâu ấy, trâu nhà em đeo cái này. À thế à. Đấy, mõ đẹp mà. Để khen người Mông. Để con. Đây là đang là tầng 2. Đây là tầng 2. Tầng 2. Công nhận. Ở tầng 2 thì không biết đấy. Đẹp. Đây là cái giỏ đựng đồ của người Thái đi lấy chồng ấy này. Nhỉ, phải không? Tháo. Cái này chả đựng đồ đi lấy chồng còn gì nữa. Không phải đựng lúa. Bem ấy. Cái này người Dao với người Thái là hay dùng còn gì nữa. Nhất là người Dao. Đựng đồ đi lấy chồng. Thì em đã đi lấy chồng nhưng mà biết. Chưa. Ảo thế nhỉ. Ảo lắm. Tiếp tục đây là cũng là phòng giống nhau, setup giống nhau thế. Tầng 2, tầng 3 như nhau y hệt. Thực sự là nhiều khi mình không muốn nó về đấy. Muốn là nó cùng một cái anh muốn là đóng gói cái mẫu này để sau này mình đi các nhà hàng, đi các nơi cũng như là Sài Gòn, Hà Nội hoặc những thành phố lớn mình mở nhà hàng thì mình chỉ đúng một mẫu này mình mang đi thôi. Em hiểu không? Còn cái nhà hàng bên kia là nhà hàng đời đầu nên mình chưa kinh nghiệm. Cái hay chắp vá. Mà bây giờ thì cái như này phải không? Tức là theo một cái quy chuẩn, một cái thương hiệu. Đây mời nhé.
đây là xuống tầng 1 chưa? Tầng 1 rồi á. Tầng 1 nhỉ. Yeah. Đây, những cái góc đặc sản, góc rất là chill bán hàng. Đấy, nó rất là đơn giản mà đẹp các bạn ạ. Đây, đi ra bên này cho các bạn xem, nhìn từ ngoài này vào. Mình làm sao mà nó nhẹ nhàng, đến có thể. Nhẹ nhàng, thanh thoát, đặc sản Tây Bắc. Bắt đầu có khách. Đấy, khách bắt đầu đến rồi các bạn ạ. Đến đây, đến hai ngồi một thoáng, cứ lo lên đi. Đẹp đấy. Bây giờ là chuẩn bị ẩm thực nữa là... Tí nữa là cho các bạn thưởng thức những cái món ẩm thực ở tại đây. Hôm nay thì gặp rất là nhiều các cái nhân vật nổi tiếng về YouTube ở Việt Nam mình. Sẽ được thưởng thức ẩm thực của nhà anh Hải này. Thì tí nữa mình sẽ cùng thẩm ẩm thực quán Sapa TV. Thế nào, mấy người đẹp? Đi nhà hàng sẽ đẹp không? Đẹp lắm. Đấy, mai sau bên đấy làm một cái bằng bé bé, bằng nửa, mà một phần mấy cái này thôi. Nha. Yeah. Mâm tiệc của anh Hải đã ra rồi. Hiện tại thì Tamao TV này, bà Tân Vlog này cùng anh em đang quay phim ở trong kia. Này, nhìn ngon chưa? Giới thiệu các bạn. Đây là... Hình như là đây là món gỏi. Gỏi cá tầm. À, gỏi cá hồi. Bên này là thịt gà đen. 1, 2, 3, 4, 5 con. Đấy, bốc hơi ngùn ngụt. Và bên này là món lợn quay. Đây các bạn này. 1, 2, 3, 4 con. 4 con. Nhìn đã thấy hấp dẫn rồi. Hello, xin chào. Chào bếp trên bản. Tiểu. À đâu? Chợ phiền Tây Bắc. À trời, tên nhiều tên đấy, nhiều kênh nhé. Nhìn thích chưa? Ủa, nhìn ẩm thực này nó hấp dẫn thật. Hôm nay thì có hội tụ rất nhiều các YouTuber. Bên này. Nga Sumo. Của anh Tú nha. Chào Nga Sumo. Hôm nay quyết được một con không? Không, em thủy mỹ lắm, bữa nay mang cái đùi nhỏ thôi. Người nhỏ đấy à? Tú là thấy hôm nay là mới lần đầu tiên gặp Nga đúng không? Lần đầu tiên. Nhưng mà sáng nay là thấy được cái tài năng của Nga rồi, tuyệt vời. Trưa nay thử xem tiếp. Giống như kiểu là mình xem cái... Nói chung là em chỉ ăn nhiều khi mà mình thử thách cho bản thân mình thôi anh Tú. Còn nếu mà giao lưu với anh em bạn bè, thực ra là mình không có tham ăn hay dành ăn. Anh hiểu mà. Có nhiều bạn lúc nào cũng suy nghĩ theo kiểu tiêu cực. Là Nga ăn giao lưu với mọi người mà như kiểu tham ăn dành ăn. Nhưng mà em hỏi anh đơn giản thôi, mọi người ăn mà no rồi, giờ không lẽ em không ngồi em ăn để cho nhìn mình ngon miệng, giờ tất cả ngồi nhìn nhau hết thì video đó còn ai xem, đúng không anh? Đúng rồi. Cho nên thật ra đâu phải là mình muốn ăn nhiều đâu, nhưng mà không ăn thì thật ra không có người coi. Nhưng mà mình đã giao lưu với nhau thì mình cũng ăn theo kiểu là giao lưu vui vẻ, muốn ngon thử miệng là được. Đúng rồi, em ngon miệng, ngon miệng là được và mọi người vui vẻ là được. Nhưng mà bọn em ăn em nhìn em ăn mà anh thèm lắm. Yeah, chứ thật ra để mà nói là ăn dành ăn mọi người xin lỗi nói chứ khán giả đừng buồn nha. Thật ra là mọi người ăn đồ ăn rất là nhiều rồi ăn không nổi. No chứ. Dạ đúng rồi, no. Nhưng mà hôm nay là một cái đại tiệc, gọi là đại hội võ lâm của ẩm thực Việt Nam mình nói chung, và tất cả anh em YouTube Bắc Trung Nam bốn miền nói riêng hội tụ lại đây nhờ, thật ra mình nói là nhờ một cái ngày trọng đại của anh Hải mà anh em bốn phương tám hướng của anh mình được gặp nhau. Đúng rồi. Thì em phải nói là em cảm giác rất là hạnh phúc. Rất là vui, công nhận. Dạ. Như bản thân anh cũng thế. Dạ. Thôi. Chứ một cái ngày hạnh phúc của vợ chồng anh Hải thì dạ, anh em mình cũng được gặp nhau.
cái đấy là cái duyên. Chứ còn nếu mà kết nối là vô tình mà anh em mình hẹn nhau để gặp nhau hết tất cả để mà hội tụ lại đầy đủ thì không thể nào. Đúng rồi. Đó. Cho nên hôm nay là cái ngày mà hầu như là một cái kỷ niệm mà ai cũng sẽ lưu giữ lại cho riêng mình. Đúng rồi. Đó. Em là chúc anh A Tú nhiều sức khỏe. Rồi, cảm ơn em. Cảm ơn em nhé, chúc em sức khỏe nhé. Rồi. Ok. Bên này là đang xem Tamao với lại anh Hải đang thưởng thức chế cái gì đấy, chẩm chéo à? Chứ sao mà anh ấy ra nhiều thế à? Tất mâm. Tí nữa mình sẽ thưởng thức cái chẩm chéo này xem là nó hương vị nó giống nhau hay khác nhau với nhà mình như nào các bạn. Chẩm chéo siêu to khổng lồ. Lách người đã trong cái này thì hết giờ luôn. Hết giờ. Hết giờ. Đây mà. Cực kỳ luôn. Nhưng mà bây giờ mời tất cả anh em ngồi đi nhỉ. Mời đi. Gái bản đâu rồi. Vâng. Ok anh. Tim muốn ra ngồi đây. Gái bản ngồi đây. Rồi. Đấy. Ok nhá. Rồi em ngồi đây nhá. Sapa TV chủ tọa. Lấy thêm mấy con dao đi. Nga Sumo, em ơi. Bên này. Nga Sumo vừa được gần đây đi thưởng thức nhìn Nga ăn mới sướng. Dạ. Đây là con ốc đen. Đâu? Từ nhá. Đây là một ốc đen nhá. Chụp ảnh. Nào. Máy nào đây? Hô nào. 1, 2. Bạ rô. 2, 3. Rô. 2, 3. Rô. Sapa TV. Mai đi. Sapa TV. Ok. Đông quá. Quá tuyệt vời. Đấy, nhìn cái ẩm thực như này thì phải nói là quá là tuyệt vời các bạn ạ. Bây giờ xử lý được chưa? Chủ khách sạn khai đao đi. Ra đón đi, nhìn anh Phang mới chuẩn bài. Hôm nay em mình mang bộ dao lên. Đấy, nên là mình với cả Mong sẽ đi khai đao. Đâu? Xem con dao của ông Tamao cái nào. Anh ơi, xem ngắm tí nào, đẹp thế nhờ. À, Tamao à? Anh em muốn mua dao Tamao TV thì hãy alo vào số điện thoại 0981 0848 610 0146. Fan anh toàn nháy máy. Cái bản với đất thắng là sẽ được giảm giá 3%. Ai giá được uy tín đấy. Tặng mài dao với tặng ra bọn hoa quả nữa. Nào bây giờ băm đi. Anh em nào mà cứ đến cái nhà hàng của Hải, có hai nhà hàng, một là nhà hàng Sapa TV hay là Dân Tộc Quán thì cứ tất cả kênh ở đây là giảm 10% chọn đời. Con này trước anh ơi. Không, nào mời các người đẹp trước. Mời người đẹp đi sang bên này. Sang bên này. Em ơi. Đây. Em cho anh đấy. Rẽ ra hai bên đứng gần vào, không cần cách đâu có. Trước khi ra đòn thì có cúng đi. Dọn. Không giòn. Giòn không? Đây này, mọi người đang chờ một chút. Nào, bắt đầu nhá. Khai đao. Đây đây, chú xem con bên kia chưa? Không, một con từng... Mỗi người một con. Ôi dồi ôi, dao sắc thế. Sắc thế nhỉ? Đây là con mặt lên. Băm vào cái bát ở dưới, bị dao. Ôi dồi, yên tâm. Bây giờ anh có cái lực... Anh căn, anh đưa nó vào gần đến nơi thôi. Băm dao thái. Sắc nhỉ? Dao rất là sắc. Đây, nội công đấy này thâm hậu rồi. Thôi, tôi ra đòn này, còn đâu ông chủ kênh gái bản tự ra đòn tiếp nha. Ok anh. Sang cây con này. Đây à, dùng con nào? Con này cũng được. Con này nhá. Con này.
Thôi, các đại ca băm con kia thì mình xử lý con này các bạn ạ. Nào, con này của team gái bản này. Hey! Con này dao này không phải, dao này chặt nhẹ quá. Ơi. À. Đấy. Lợn quay đỉnh nhỉ. Bên trong này. Đấy, chín nhá. Đầu bếp. Hôm nay là ăn là tự xử lý luôn các bạn ạ. Đấy. Ôi con dao này ấy tốt phết nhỉ. Này, lợn quay này. Ngon đấy. Quá hấp dẫn. Cái này lọc kiểu gì đấy? Anh ơi. Hả? Này làm kiểu gì? Phương đây luôn. Chị làm với anh em một cái. À. Ok. Đấy em lấy con dao này. Chủ quán. Bác chủ em đâu, ngồi vào đi, xong mới đứng này. Ngồi xuống đi để đứng chặt cái là chia cho các chị em luôn. Ngồi ngồi đi, lấy ghế ngồi vào đi. Ngồi xuống, vào vị trí. Vào vị trí ẩn nấp. Ngon đấy. Gà tí xé quá, gà này phải xé kiểu này quá. Ra kiểu này, chơi bài này, anh Bảo. Thế nào? Đây, anh đệ của anh Hải, tầm này nhá. Đó. À. Đấy, chú thấy chưa? Ổn chưa? Đấy, chú cứ bửa thế cho các chị em, đây. Đây. Đấy, ta đã tự tiền thế. Đây, em hướng chẩm chéo vào. À. Đấy. Hai, ui, ngon lắm. Này, người đẹp, ăn thịt gà trước hay ăn lợn thịt lợn trước nào? Anh Sư ơi, về đây. Cái này phải ấy à? Ui, gà dai thế. Xé rồi. Nào đây mời các người đẹp. Ai, ơi. Cho vợ miếng này. Đấy. Bạc tài. Cái này mời anh Thọ nhá, tay lái lụa nhá. Miếng này. Đấy, ngon như này mà. Nào. Nhìn đâu? Đứa nào béo thì cho ăn béo, đứa nào gầy cho ăn gầy. Ăn cái gì? Thích ăn sườn hay là thích ăn đùi? Đùa nhìn thèm quá, Thái từ nãy giờ giỏ hết được cái dãi. À. Ok, bây giờ đến A Tú các bạn nhé. Giờ đến A Tú này. Xin mời các em. Ở bên kia được ăn chưa đây? Bên này xử lý trước đấy. Đây. Đấy, thử chấm cái này hình như là chấm cái này đúng không? Chấm chéo à? Thử xem nào. Chấm chéo chấm óc lợn à. Cay. Lợn quay ngon lắm. Chín, thơm. Mời anh em nhá. Mời anh em nhá. Chén trước rồi. Ừ. Đây ngon này. Ngon lắm này.
Dùng quế. Găng tay vào xé ra, cái con của anh thì để anh. Ngon, tuyệt vời các bạn ạ. Ui, ngon quá. Thiếu rượu. Ngon lắm, mời các bạn nhé, mời các em nhé. Hôm nay có cá gỏi này, thịt gì nhỉ? Sấy. Châu, à thịt lợn sấy. Cái này là gì? Sụn, sụn. Gà, lợn, rượu, táo mèo. Ok. Mời tất cả các bạn. Đây, hiện tại thì anh em đang bắt đầu vào tiệc rồi các bạn nhé. Hôm nay thì sang đây được gặp em Tú. Đâu? Vâng. Các em gái Thái nữa. Các em gái Thái. Nào, rồi, ước. Nào, dô gái nhỉ? Công ước. Nào, dô gái. Nào, anh em ơi. Ơi. Hay ba. Dô. Hay ba. Dô. Hay ba. Uống. À, tại vì anh cứ chậm mà nhỉ. Anh em đang làm riêng. Tay. Rồi, okay. Rồi. Rồi, cảm ơn các em nhá. Rồi. Ủa, rượu này rượu gì ấy, không phải rượu táo đâu. Rượu này rượu khó vai lẻ. À, khó vai lẻ. Ừ. À, ngon. Nga Sumo. Anh em tất thắng với cả cái bạn. Ừ. Anh em đang đi giao lưu, mời các kênh thiếu rượu. Cho anh xin đi. Nga uống nước rượu không? Dạ. Huyền thoại. Chúc em sức khỏe nhé. Nga Sumo có một sức khỏe phải nói là phi thường để khám phá và trải nghiệm được những cái ẩm thực đặc biệt của Việt Nam, thế giới nữa. Việt Nam và thế giới. Rồi, khỏe nhá. Các bạn, đây là phố của Nga Sumo luôn. Lần này, chuyến này bác cũng về Việt Nam cùng với cả Nga. Rồi, khỏe nhá. Rồi, cảm ơn em nhá. Rồi, sang bên này. Anh em nào hóng được Nama thì tới đây nhá. Cái gì đây? Hôm nay là thua độ của anh em mình lúc live stream. À, bây giờ là bạn được 20 chén. 20 chén à? Đấy thì ngay, thua độ anh 20 chén rượu này. Nào. 20 chén. 20 chén thua độ là tôi uống thôi. Đấy, chị Quỳnh hôm nay các đưa về. Cố gắng lên. Cố lên. 20 chén rượu à? Rồi. 1 chén. 1 2 3. Cố lên bạn. Đây này 2. 2. À mà giới thiệu luôn là Quỳnh là một trong những người mà chuyên support các kênh TikTok bán hàng các kiểu. Anh em nào có mắc phải vấn đề gì về lỗi gì bán hàng trên TikTok đúng không nhỉ? Rồi. Ba. Mày thôi, em chị chuyên đào tạo kiểu bán hàng. Dò hàng đấy à? Bao ca đang 4 TikTok. Quỳnh chưa có người yêu các bạn nhé. Rồi. Mình cũng thế. Ủa ôi. Uống cái này đỡ nào được. Chị Tuyên ơi. Chị Tuyên đâu nhỉ? À đấy rồi. Anh em mình có nên là cổ vũ bọn anh hộ mỗi anh em hộ một chén được. Đúng rồi đấy. Em đây hợp lý đấy. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Hộ tí đi. Ok. Nào, mỗi anh em hộ một cái đi. Không là nhị đang tươi tí nó rụng xuống đấy. Không, nào. Đây mình không nỡ nào để cho một người đẹp. Không em. Rượu đâu, nhưng mà mình thử bản lĩnh của mình đâu. Được. Được, được, được. 20 chén. Thôi em ạ, uống bằng đấy thôi. Căng đấy. Báo chị kìa. Bà Tân Vlog hộ. Cho bà Tân bắt nhịp đi. Bà Tân bắt nhịp các cháu ơi đi. Ôi làm luôn rồi, bà làm luôn rồi. Rồi. Nào, ok. Ui dồi ôi, uống ăn chưa nhỉ? Sợ nhỉ? Để là hết đấy. Dồ nhá, nào, nào. 1, 2, 3, dồ. 2, 3, dồ. 2, 3, uống. Em Quỳnh xinh gái. Mãi đấy. Đề nghị anh ở nhà cho chàng tay.
rồi, bây giờ hết là drama rồi, ai về nhà đấy. Ờ. Cảm ơn em nhé. Nào. Cảm ơn anh Hải. Vâng, vâng. Đang uống cả anh em ta mau. Vâng. Đây. Đây. Cường đứng đây. Cán bộ trên cán bộ đâu? Uống được không? Không uống được, cầm ở đấy trên cán bộ. Cho em mấy ké luôn đi. Đâu rồi? Cái rượu đâu nhỉ? Anh Hải ơi, cho em xin chén. Múc em. Lấy cho anh rượu đi, hỗ trợ múc nhiều rượu vào. Bây giờ anh Hải bảo là họ ơi, ra quay hộ lương để thu còn trả kèo. Nào. Lương là kèo chính chứ. Lương là kèo chính mà. Ok. Tú gái bản Nguyễn Tất Thắng, Adu. Đặc biệt là các em ấy có bộ dao rất là hay, con nào cũng phải mời các em lên nhà hàng Hạ Thành Quán của anh chặt thử một số những cái thực phẩm ở trên nhà hàng anh xem. Ok anh rồi, sẽ đưa luôn bộ dao về nhà hàng cho anh em. Rồi, xin mời nhá. Okay. Nào có thời gian qua Yên Bái thì ghé nhà anh chơi nhá. Okay. Anh ở Nghĩa Lộ nha. Cảm ơn em Cường. Cảm ơn em. Em mới mới này tên là gì? Em tên là Mạnh. Mạnh à? Chiều. Nhất là điệu cười của... Đúng rồi. Ta Mao. Mao đệ. Tú gái bà. Rồi, cảm ơn nhá. Đây mới mời... Ôi, lại rót nữa. Ôi. Mình sang kia mời hẳn bà Tân. Mời bà Tân một chén. Hả? Chúc bà với các em anh Tú anh Thắng các bạn ơi. Đấy. Anh Tú anh Thắng nha. Rồi, cảm ơn. Chúc bà Tân và Hưng có chuyến đi Tân gia nhà anh Hải vui vẻ. Vâng. Và sau này có thời gian là lên Hà Giang chơi. Vâng. Kênh không phải đâu nhá. Bây giờ là không phải hứa đâu, là chắc chắn rồi. Em chắc chắn là sẽ lên Hà Giang với anh Yên Bái. Ok, Yên Bái nhá, nhớ nhá. Chúc sức khỏe hai anh. Chúc kênh bà là được 100 triệu sắp. Rồi lấy lúc kim cương. Rồi, cảm ơn em nhé. Cứ khỏe nhá. Khỏe bà nhá, khỏe cô nhá. Thế này uống rượu giỏi lắm phải không? Cười thôi, hết luôn chỗ đấy nhá. Cười. 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 Cười hay thật. Nào, cảm ơn chủ nhà hàng Sapa TV. Chúc anh luôn phát triển, đông khách hồng phát anh nhé. Cảm ơn em ra. Vâng, ok, cảm ơn anh. Nha. Cảm ơn anh em nha. Okay. Mời anh em nha. Okay. Rồi. Cảm ơn gia đình, cảm ơn gia đình. Hào Hán. Hào Hán ơi. Ok các bạn ơi. Đây là hết một vòng rồi. Giờ thì về với vợ nhắm rồi. Uống rượu thế thôi. Uống căng quá là tua đấy. Ai đấy? Anh người đấy? Thắng à? Rất là nhiều kênh là cái bản. Nhiều cảm ơn em. Adu. Adu TV. Rồi. Đây vợ. Đây vợ, vợ cả. Đây vợ 2, vợ 3, vợ 4, vợ 5. Hả? Nhiều chia được. Được. Hôm nào sang phải mất anh con gà trống mới được. Nào, khỏe nhá em nhá. Chúc khỏe nhá. Cảm ơn em. Hôm nay lên đây vui quá nhỉ, gặp các YouTuber ở khắp mọi miền Tổ quốc. Tuyệt vời. Công nhận là cô gái thái một lò là chân dài. Chân dài trắng đến nách, lông nách tận gót chân. Đấy, uống với các cô gái cái. Ok em, cảm ơn em. Mí mí nữa nhá. Mí mí rồi, anh thấy nó đều lắm rồi đấy. Me me thôi. Trên này gọi là me me đúng không? Uống đi mẹ mày, thật này khỏe thật. Tẩy TV.
hôm nào sang nhà hàng chú uống rượu. Ok em, cảm ơn em nhé. Không có tên gì cả. Bây giờ anh em đến chơi với mình đó là một cái niềm rất là hạnh phúc rồi. Vì là người ta bảo là sâu vì bạn, sang vì vợ. Đúng rồi. Đấy. Không nhưng mà cái quan hệ với cái nói chung là cái sự công việc của anh em nói em phải ghi nhận, anh em mọi người phải nói là quá tuyệt vời. Riêng về cái phần công việc về tất cả mọi cái. Em nha. Vâng. Đây, anh bàn giao cho chú nhá. Vinh Vinh. Đây là okay. Mao Ca. Ôi, không phải giới thiệu, đây là nhân vật quá nổi tiếng ở Việt Nam mình rồi. Đấy. Hôm nay là cũng rất là may mắn, tình cờ anh em mình có duyên ở đây. Đây, các anh em ở đây là cùng tên anh. Tìm gái bản đồng đây. Mời chưa? Wow, uống rượu chưa? Với gái Thái chưa? Uống rượu với gái Thái thôi. Ok, cảm ơn em nhé. Chúc em sức khỏe, hôm nào có dịp lên Yên Bái thì ghé nhà anh chơi. Vâng, ok anh. Anh chị em ơi! Nghĩa lộ, Yên Bái. Ok, cảm ơn em nhé, cảm ơn Cường nhé. Lên với anh em, lên núi rừng. Đúng rồi. Nói chung bọn em là cũng hay ở dưới em là cũng thích núi rừng, núi rừng mà. Đúng rồi. Hay đi em, hay đi là có hoang sơ. Đúng rồi. Vui. Hay, đúng không? Rồi, cảm ơn em nhá. Ok, cảm ơn Hưng Vlog rất là nhiều. Có dịp thì lên Mường Lò thăm các cô gái Thái. Anh Tú thích các bạn nhờ? Đấy, em mong là một lần nữa ước được như anh. Lạc giữa rừng hoa, phải không? Vâng, em xin okay. Khỏe anh nhé. Cảm ơn em nhé. Cảm ơn em. À, đi. Chào anh em nhé. Chào sếp. Trưa nay là chưa có tiết mục. Là chị em Tây Bắc nhà mình là chưa uống tới tầm đâu. Tối nay là ai uống với anh? Cho chị Trang. Đây mời anh em lên trên. Chương trình là mấy giờ tổ chức anh? Đây bây giờ đây. Vâng. Bọn em lên là em lên chọn bài cái thứ nhạc bút xôi lên đi. Vâng. Thế phát là dã luôn thôi. Vâng, xin chào. Tầng mấy nhỉ? Tầng 5 em ơi. Tầng 4. Tầng 4. Ngày đẹp Mường Lò rất là sáng các bạn ạ. Đi đến đâu thì cũng các vlog cũng muốn chụp hình. Xin chào. Xin chào. Mọi người lên nha. Ừ. Có. Vào đi. Ôi trời ơi, em đang ở giữa một rừng hoa. Chị vào đi. Nhà mình thích ngồi view nào ạ? Hả? View ngoài kia đi cho nó sáng nhỉ, cho đẹp nhỉ. Cả nhà mời các anh chị ra bàn ạ. Rồi ok. Cảm ơn anh em. Đây sân khấu được rồi. Chuẩn bị nhạc nhẽo đi các người đẹp. Đây bên này thì chắc là tí nữa anh em sẽ chọn ngồi cái vị trí nó gần đường một chút cho view đẹp đây các bạn này. Nhìn đẹp chưa? Ban ngày thì nhìn nó không thấy rõ cái sự ánh sáng huyền ảo của Sapa. Buổi tối đến nhìn nó mới thích các bạn ạ. Đẹp lắm. Em mời mọi người ngồi ạ. Ok, cảm ơn em. Ôi ngồi trước luôn á. Anh em ở dưới còn đông mà. Nga đâu rồi? Chị Nga chưa tới rồi nè. Chưa tới à? À, ta mau đến đây rồi đấy. Mau đệ đây rồi. Chào anh em nhé. Ta mau TV đang chụp ảnh nhỉ. Mày sao đây tán gái? Mau đệ. Đây. Dì Trang ở đây.
chiều nay là ấy lắm rồi mà. Buổi tối thì mặc cái áo cỏ màu đỏ nhìn rất là đẹp các bạn, các cô gái Mường Lò nhìn rất là tôn da đẹp. Bên này là cô gái Hơ Mông ở bên quán Anh Hải đây. Có biết nói tiếng Mông không? Em là người Dao ạ. Người Dao à? À, tưởng là biết nói tiếng Mông, nói tí xem có giống bên kia không? À, nhìn háng à? Nhìn nặng. Dao trắng à? Dao tuyển à? Hạp tiếu à? Hạp tiếu mũ phần long đen cơ đi. Phải không? Ừ đúng. Anh biết một tí. Đây mâm nhà mình hôm nay món ăn thì gồm có lẩu hình như là sườn trâu thì phải. À thắng cố à? Thắng cố này. Lẩu gì đấy? Cái này là cái gì? Cá suối này. Rau này. Cái này là cái gì lạ này? Cơm lam à. Bên kia là thịt gà này, thịt lợn này. B à? Đấy ủi đông chưa? Anh em YouTube này các bạn này. Quá đông rồi. Gần như là cả nước luôn đấy. Các YouTuber đầu ngành của Việt Nam ấy. Đông á. Ô mình ngồi ở chỗ này nghe chừng là tí nữa là em dịch bên này tí để cho nó đỡ cái dịch này. Thôi cái này nó hướng ấy, hướng cái nồi này quá. À chưa tắm à? Anh chưa tắm hai lần. Anh để đâu rồi tí nữa cam chỉnh đúng góc này nào. Ok, anh ngồi. Anh chưa tắm đúng không? Tắm lại lại. Nên bây giờ tổ chức tí xong rồi chị em lên đóng góp một vài tiết mục văn nghệ nhỉ. À, chờ bà Tân đến đây. Bà Tân chưa đến à? À trước khi mà buổi gala diễn ra thì hôm nay mình rất vui khi bạn sự có mặt của anh em ở đây là niềm vinh hạnh rất là lớn đối với Hải rồi. Đấy, cảm ơn bà Tân Vlog từ xa tới. Cảm ơn anh em Tam Bao TV. Cảm ơn team Sơn Tường Vlog. Đấy, Mờ Food. À, Toàn Đen, nói chung là có rất nhiều các anh em kênh YouTube lớn nhỏ, đặc biệt là em gái mình Phan Diễm, nó chạy đâu rồi nhỉ? À ngồi góc kia đấy. À, thì để buổi tối ngày hôm nay là bữa gọi là ăn nháp nháp thôi diễn ra thì bây giờ thì Tú ơi, em thấy bảo chú định làm tiết mục văn nghệ trước khi Tây Bắc, trước khi anh em mình ấy đúng không, ra đoàn đúng không? Đấy, lên luôn đấy đấy. Và hôm nay đặc biệt là Hải xin dành cảm ơn tất cả mọi người ở đây. Có rất nhiều anh em YouTube mình đọc, nếu mà đọc hết thì phải đến sáng mai. Đây em ơi, lên sao luôn. Đây là những cô gái mà anh em đến từ đưa chị em làm tặng cho các anh những cái tiết mục văn hóa múa Thái đặc sắc gửi tới khán giả vào giữa này cho các bạn xem. Bình thường ấy là lên video là chẳng có bú xua các kiểu, nhưng mà đứng ở đây trước các idol loa bé tôi. Đấy loa bé đấy, cho loa to lên anh, bé tí cái loa này nó hết điện à, cho to lên anh. Hôm nay vui rồi đấy. Lúc có này.
rất là hay, những tiết mục mang hơi hướng của Mường Lò gửi gắm tới đúng không? Mường Lò, Mường Lò Yên Bái, ông bầu á, Mường Lò Yên Bái. Ồ, xin chào, khỏe không ạ? Khỏe khỏe, bao lâu chưa? Khỏe, vừa sang từ sáng rồi. Alo. Sáng nhậu đây. Sang lâu chưa? Vẫn đến đường con lâu nhiều. Còn đi đây luôn. Hải xin phép. Đi nghe ta lưu nhá. Ok ok. Tiếp tục bằng nghệ nữa. Được. Khai mào bài đầu tiên phải nói là hot hot đấy. Rót rượu thôi, chén thôi. Bây giờ vừa ăn vừa thưởng thức mà. Lạnh à? Khoác khoác áo vào. Vui lắm, phải nói là cực kỳ là vui. Ok. Thế bạn ok, cảm ơn em. Cảm ơn em nhé. Đông thật, đúng là đội YouTube của Việt Nam mình. Đây là một phần thôi, còn rất là nhiều các YouTuber ở các tỉnh khác nhau nữa các bạn. Ngồi đi anh. Nào, chén thôi. Bác kiếm đi chinh chiến nha. Ok, cảm ơn anh nhé. Cảm ơn tất cả mọi người. Chúc mọi người sức khỏe. Hết nhau. Ok, đi dô bắt đầu. Nào, 2, 3, dô. Rồi, cảm ơn anh. Cảm ơn, ok. Ok anh. Dạ. Chồng không đi ạ? Em giới thiệu lên đây là anh Hùng với là anh Lộc, là kênh Võ Sư Lộc ở trong Sài Gòn. Võ Sư Lộc á? Dạ. Tí nữa xuống sân nên làm 3 chén là thử nhá. Võ Sư Lộc. Em có dịp được gặp mọi người ở đây thì xin phép là cho anh em mời ly rượu. Ok, anh cảm ơn. Anh em mình lại chiến đấu tiếp. Ok, cảm ơn em, cảm ơn Võ Sư Lộc. Cảm ơn, cảm ơn. Đấy. Các cô gái Thái mời các cô gái miền Tây. Đấy, miền Tây, miền Tây. Nào qua Mường Lò thì ghé anh chị em này chơi. Ok em. 2, 3, go. Cảm ơn. Cảm ơn nha. Chỉ mong sao là nhiều dịp vào miền Tây thôi. Không nghỉ đi một mình à? Dạ em đi cùng với anh chị Phạm Dũng. Dũng đâu không thấy, mai không thấy gì. Hôm nào mấy chị em đi Tây Bắc này thì ghé qua nhà anh chơi nhé. Nghe nhà anh chơi, anh bên Nghĩa Lộ Yên Bái. Rồi. Nào, 2, 3, rồi. Rồi, cảm ơn em nhé. Cái miền Tây này uống rượu giỏi lắm ấy nhỉ. Chậm quá cứ chờ. Được quả chất đấy, chất lượng bài đấy. Ok các bạn ơi, hiện tại thì team mình đã ăn cơm xong rồi, rượu căng đét rồi các bạn ạ. Này bây giờ về giữ gìn sức khỏe để sáng mai chinh chiến tiếp thôi. Sáng mai tiếp tục vào đây để ăn cỗ nhà mới cho anh Hải. Có lẽ là video mình cũng xin phép và kết thúc tại đây. Chào anh nhá. Em đi xuống dưới. Ok, xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn tập phim ngày mai. Ngủ chế ạ.